cặp nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt lộ hình thẹn hò, kè kè bên nhau nhưng chối đầy đẩy, nghi vấn chuẩn bị kết hôn. Trong làng giải trí Việt, cặp đôi Anh Tú và Lily đã trở thành tâm điểm của sự chú ý từ phía công chúng, đặc biệt là trong những mối quan hệ tình cảm. Năm 2020, họ bắt đầu hợp tác trong một dự án âm nhạc và từ đó, mối quan hệ của họ không chỉ giới hạn trong công việc mà còn trải dài vào các sự kiện và chương trình truyền hình. Với sự xuất hiện thường xuyên và những tương tác đặc biệt giữa Anh Tú và Lily, cộng đồng mạng đã không ngừng đặt ra những câu hỏi và nghi vấn về mối quan hệ thực sự của họ. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân mật và không ít lần để lộ những dấu hiệu hẹn hò, khiến người hâm mộ tò mò. Tuy nhiên, Anh Tú và Lily đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn đám cưới gần đây. Lily chia sẻ rằng các nghi vấn về đám cưới vào tháng 12 là do sự đùa giỡn của đồng nghiệp. Trong khi đó, Anh Tú lên livestream khẳng định rằng anh sẽ cưới vợ trong khoảng 4 đến 5 năm nữa và hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể. Mối quan hệ của Anh Tú và Lily, đặc biệt là sau những lần phủ nhận này, tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Những câu hỏi và sự hiếu kỳ về mối quan hệ thực sự của họ vẫn tiếp tục được đặt ra, tạo nên một câu chuyện mà người hâm mộ không ngừng theo dõi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.